Giao. Tôi là một trái bao. 0947640046. Địa điểm anh em mình sẽ đánh ở đây, tại vì ở bên này nó thấy nó nổi rất là nhiều. Em mới giải đi để anh đấy. Ở đây rồi, cầm. Để anh gỡ. À, cứ giải đi anh gỡ. Đấy mà. Dưới trong đây đi. Cái gì đã dối rồi mẹ? Từ đừng giải nữa. Thôi hết ra đi. Sau này chỗ cũng bắt được không em? Bắt được hết. Đấy, vừa đấy vừa mắc một con xong. Mới đấy mà đã con mắc cá rồi. À, chỗ này sâu thế nhỉ? Chỗ này sâu mà. Ôi à, sâu thế nhỉ? Thế đánh dọc vào mép bờ đi. Đánh dọc mép bờ thôi để cho nó dễ được. Mấy con cá tiếp nó hay dựa bờ hơn. Chỗ này lại thật sâu. Sâu đi. Nó quánh một mẻ với nó. Ừ. Ui, nó bắt quái. Đây. Lưới bắt quái, không biết có gì không? Đó. Anh bỏ lưới ra. Bắt được quả lưới bắt quái người ta rồi. Quá đỉnh luôn. Mình tập trung đi bắt tép này. Anh đang lấy kia đi. Lấy chậu. Chậu em ra đi. Không. Thế, bây giờ mình lại sang đấy nữa kìa. Nó nhảy kìa. Bây giờ mình đi sang bên đấy. Mình bắt từ bên đấy nhá. Wow, bắt thế. Ôi, tắm suối. Bắt ngay thì siêu nóng luôn. Chiều tối này đi tắm suối mát lắm mọi người. Rất là nhiều tép rồi. Ngoài này có lá lồm, cái loại mà lá chua chua đó thì là anh em mình đã nấu canh chua. Hát tí luôn. Ôi nhiều lắm, nhiều lắm. Nó xăm chì ra. Ôi. Nó đi. Bắt đầu đi gỡ. Ôi nhảy lên bờ, ôi nhảy lên bờ. Nhảy cả lên bờ luôn. Hả? Thôi. Đấy. Đấy. Đây. Ui. Ui. Này có một gốc mỏi tay. Từ để cho mẹ. Mình gỡ ở đây bên kia kéo mắc trắng luôn đấy. Đấy, cái lưới này là vừa khéo anh nhỉ. Ừ. Lưới này bắt cá này là vừa khéo mọi người ạ. Ui trắng luôn. Cái này về thì nó thua làm cả tính. Ngon lắm. Ui, nó đấm đầy một tròn này nhiều lắm mẹ. Giờ mà thả lưới xuống tí nữa, lại một mẻ nữa thì có mà ăn ốm luôn. Nó ấy tuột rồi lại còn mắc vào. Nhiều vô số. Đấy. Một chỗ có 4 5 con một. Đấy, chiều cứ đi ra đây tắm mát này mà lại còn có sản phẩm này ai chẳng thích. Hay là mai mình kiếm tấm lưới gì vét xong rồi mang ra chợ bán đi. Kiếm đấy. Ok đấy nhỉ. Trông cá tép nó như thế này thôi nha. Cái loại này 15-20 nghìn một cân bán thoải mái. Ôi nhiều. Cứ đặt xuống là dính. Trắng luôn mọi người ạ. Để chắc gỡ mỏi tay. Anh nhấc bên kia lên kéo lại được rồi. Anh thử nhấc bên kia nào. Chưa tí. Gỡ nốt con này. Gỡ mỏi tay mọi người ạ. Từ lúc chưa gỡ xong 1 mét lưới, 2 mét lưới.
thằng nào thì nó nhao nhao đấy nhiều thế. Thì đây tí nữa lại mắc đi nhằng mà xem. Thế này à, ít về cho em bịp ăn nữa. Đấy. Tha hồ sang sang mỏ. Tút nó ra được ạ. Em ta tút mà. Em vô đâu. Đây, cho mọi người xem nhá. Đây, nhóc còn phát thử 2 mét lưới đoạn này nhá. Ui. 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 Thế này thì gỡ đến bao giờ? Trắng luôn nhỉ. Gỡ đến bao giờ? Kinh tởm. Khả năng gỡ một tí đủ ăn đấy chứ. Gỡ hết tấm này là đủ ăn anh ạ. Có mà ăn phè mòm. Thoải mái luôn, từ đây ra bên kia 20 mét thì có mà ăn phè mỏ. Đấy lại mắc. Chán. Gỡ bao giờ mới hết được. Tí nữa, tí mình đi khỏi khu vực này nó bắt đầu nó mới vào á. Nhiều thế không biết. Ăn tiếp ngon này. Tiếp trắng phâu này mọi người này. Xuống không? Đấy là một quả lá chua cắt cơn luôn. Cắt cơn ăn gỏi luôn. Cá nhảy à? Cá nhảy. Tiếp nhảy mà tảnh lắm. Này ăn nhảy tảnh lắm. Gỡ mỏi tay. Nhiều quá nhìn nản nhỉ. Gỡ mãi là xong một chỗ ấy. Cái gì nhiều quá cũng không phải có tốt đâu. Được nhiều quá nhìn nó cũng nản mọi người ạ. Đấy. Rơi bớt ra. Nó cuốn đi. 4 5 con. 4 5 con một chỗ. Ôi, đấy. Ôi. Ôi. Nói chung đã là giải đặc biệt, không phải tiếc mấy con lâu. Đấy, bỏ hết. Rơi vãi bỏ hết. Đấy, cứ 4 con 1 thế này. 5 con 1 thế này, gỡ bao giờ cho nó hết đó. Đây, bên này nữa. Hay là cho lên bờ gỡ đi. Không, ở dưới nước gỡ nhanh hơn. Nhiều không? Đấy là con vừa mới giải thôi đấy. Vừa giải phát mà chạy sang nước luôn ạ. Kinh khủng luôn. Đi vào lịch sử đấy nhỉ. Phải này, đúng đi vào lịch sử ấy. Nhiều kinh tởm. Nó không còn gọi là kinh khủng nữa mà gọi là kinh tởm. Bơi đi. Thế hôm nay đem cái rổ kia đi hay hơn. Nó nhúng nước được, cá nó đỡ chết. Đây cho nó tí vào này. Nhưng mà nó dính lưới rồi. Cá này rất là dễ chết nhá. Thế nên là đây, cứ lên bờ một tí là nó chết. Đây. Anh em mình gỡ xong rồi lên nấu luôn. Ăn ngon. Không, mọi người mang đi đánh nhá. Hôm nào anh em mình ra đây đánh thì anh em mình phải mang thùng đá đi. Thùng đá đi xong bắt đầu cho nó có thùng đá. Cũng được thùng đá xong đem ra chợ bán. Thì nó mới không bị ươn. Ui. Mình có cái lưới vét gì mà vét được không nhỉ? Có. Mình ra đây mình vét. Làm cái lưới vét cá tép ấy. Lại còn dễ thu hoạch chứ. Thì ngắn ngắn thôi, cần gì phải dài đâu đúng không? Cứ làm cần một. Ui xưa. Cứ mỗi mẹ nhấc lên 15-20 nghìn. Quá đẳng cấp. Nhiều lắm, mình chưa gỡ hết rồi. Nhìn đến nản bố nó rồi. Mỏi tay quá đấy mọi người ạ. Được khoảng cân đấy. Thôi, khả năng mình anh em mình sẽ thôi, không gỡ nữa. Một đường là một cân. Còn đây này. Thôi cái này sâu về để gỡ. Sâu về nhà gỡ sau mọi người ạ. Cái này là sâu về để tí nữa về tối nấu canh rau sắn nha mọi người nhá. Đẳng cấp luôn, món này đẳng cấp luôn. Còn món này thì nay anh em mình sang chế biến ẩm thực. Lại mắc đời này. Lại mắc. Và anh em mình gỡ rồi. Còn không gỡ lưới nữa nhá. Ui, lại mắc này. Lại dày luôn. Ôi giời.
như lúc ban đầu luôn lại như lúc nãy luôn. Kinh khủng thật. Là có ngồi gỡ cả ngày, gỡ đi gỡ lại, gỡ đi xong lại gỡ lại. Cá nó lao vào tốc độ ánh sáng. Cá nó vào với tốc độ ánh sáng thật. Ôi trời ơi. Rồi. Vừa gỡ xong một con này một con nữa vào. Kinh khủng. Ôi trời ơi, này mà ngâm. Ui. Này mà ngâm khoảng tầm 15 phút chắc là thôi. À, ui giời. Vỡ lưới. Chắc là vỡ lưới thật. Ui giời ơi. Mày 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 đứng kia mày nhắc, đứng đứng đây, 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 mày nhắc thử ra. Đây đây đây. Đây này à? À, à. À, nhắc lên. Ôi giời ơi. Kinh điển học luôn. Đây mà ngâm một tí thì thôi chắc hỏng hình luôn. Trời. Cái này nó còn mắc đấy. Ôi giời, ôi giời. Con này là lưới còn không thèm gỡ ra ấy. Đấy. Ok nhá. Rất là ngon. Bây giờ sẽ lên kiếm ít lá lùm. Lá ở trên rừng ấy. Để nấu canh ăn mọi người ạ. Nấu thử canh lá lùm xem. Nếu không ngon thì cái này về nấu rau sắn. Món này ở nhà thì nấu rau sắn hợp lắm. Đấy. Đấy nhá. Nhưng mà ra rừng nấu lấy cái lá chua chua ấy, nấu cùng ăn xem có đặc hợp như rau sắn không mọi người ạ. À đây. Ok nha mọi người nha. Bây giờ anh em mình sẽ ra cái hòn đá ở giữa cái khu lòng suối kia để anh em mình nấu món này gọi là món tiếp lá lùm. Canh sổi. Canh tiếp lá lùm hay là canh cá. Canh cá chua. Ok, bây giờ sẽ sang nhá. Nhưng mà sâu không? Em không biết. Anh em mình bây giờ phải bơi ra mọi người ra thôi. Bây giờ mà chỉ sợ ướt. Sao? Ướt cái củi này thôi. Sâu lại ướt củi. Thôi cứ đi thôi. Hay là để củi lên đây đâu rồi. Xong mày không ngồi lên đấy, xong mày phải bơi sang. Sống như sầm sơn luôn. Cái nước này là sâu đấy. Nước xuống thì biết. Năm nào cũng cặn như năm nay đâu. Hy vọng là sẽ không kịp. Ôi. À, chắc là sâu không? Hy vọng là nó sẽ chỉ tầm đầy nước thôi. Từ đây ra đấy khoảng độ 30 mét anh nhỉ? 30 mét rồi ạ. Bơi được ra, cá nhân có thể lội được nhưng mà mình không lội được. Mình phải bơi. Mình ra khơi đây. Khơi đây. Cảnh quan này đẹp anh nhỉ? Hy vọng là nó chỉ đến ngực mình như thế này thôi. Không có, ướt củi. Ướt củi là không nấu được. Khả năng là không sâu đâu. Ui, cá. Bây giờ tầm này cá quan trọng gì nữa đâu. Ây xa. Thôi. Ướt cá rồi. Đổ cá là ta cho mày xuống suối luôn. Lừa mình à. Rồi. Ok đấy mọi người ạ, không sâu nhá. Chỉ đến tầm này thôi. Nó sẽ không bị ướt củi. Ui anh ấy nâng củi đó. Nâng được đấy. Tao còn cầm cái tải bên này nữa. Ui. Đây mà không sang khu này mò cá. Không sâu thế nhỉ. Lên. Hôm sau anh em ui tí nữa đá vào hòn đá. Hôm sau anh em mình mang ra cá, mang con ra để cắm câu được chạy đó anh ạ. Cá bò mới chạy đó. Kéo đá đấy, đá đấy. Kéo đá nhá. Anh lao thẳng vào hòn đá mày hết. Vừa mới đá chân vào. Rồi bây giờ mình sẽ chọn địa điểm để nấu nhá. Chỗ nào mà kín gió một tí. Ở ngoài này cái gió khá to, mọi người thông cảm là anh em mình không cầm mic đi được. Ướt. Ui chết rồi, ướt hết bột canh. À, gia vị với các thứ mình để trong này. Bây giờ phải mò mấy hòn đá để làm kiềng đã. Sang đây, sang đây. Có kiềng sẵn rồi. Có kiềng sẵn rồi em ơi. Kiềng à? Đấy. À được. Đấy. Kín gió luôn nhỉ. Xong rồi tí nữa anh em mình sẽ lên trên này. Ngồi ăn ở trên này. Đấy. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem hết khu du lịch, khu resort mới của anh em mình này nhá.
Thế nên mình phải lấy đồ ra đã. Trong đây có mắm muối vị chính lên rồi, miêu xoong chảo, giúp để anh em mình sinh tồn. Bây giờ mình sẽ tạo một cái bếp ở đây. Chả đâu? Em nhắm bếp đây. Cứ mệt củi đi. Bây giờ mình phải kê cao nó lên nhá, để cho nó cháy được. Bây giờ kiếm thêm đá này. Đấy, kê cao chỗ này lên. Là lấy cho anh mấy viên đá. Mấy viên đá kia, kê kìa. Dạ. Ừ. Đấy, mấy viên như thế đó. Làm sao để kê được cao nó lên thì là nó mới cháy to được. Còn chân nữa. Nó bị mắc kẹt. Đấy rồi, đấy rồi. Đấy. Chỗ này kê những con đá nhỏ thôi, nhưng mà phải cho nó chắc. Cho nó chắc không đến lúc tí nữa nấu xong rồi đổ bố đi này. Đấy. Rồi ok. Đấy, thấy chưa? Chắc như thế đấy. Ui, sắp mưa anh em ạ. Trời này mà mưa thì chết dở đấy. Mưa là sấm chớp. Là anh em mình phải chạy đấy. Chưa lẹ có bụng to. Rồi. Chết rồi. Trên củi nhá. Đấy, đừng đặt ra. Đánh ra đem một ít giấy giấy ăn ấy thì nhóm một phát được luôn. Mà mình đã quên mất. Vừa nhóm lửa vừa phải che gió mọi người ạ. Che gió. Nó tạt gió kinh khủng luôn. Tỏi đâu, tỏi đâu. Ui ui, chết rồi. Nó chết. Chịu to quá. Tạm thời nó ra ngoài lắm. Thôi che làm gì nữa. Tỏi đâu, tỏi đâu. Tỏi cái trong đấy anh. Khả năng phải làm một cái lều ngoài đây. Trong cái tải á. Đây,
sơ để bóc tỏi đây. Ok. Sao đâu. Vài. Anh em mình sẽ xào rau trước em, xong rồi tí nữa mới cho cá vào mọi người ạ, tại vì cá nhanh chín. Đây, cầm đũa. Đây là cái lá lồm nhá, cái mà nấu hay nấu để nấu thịt trâu ấy mọi người. Cái lá hay nấu thịt trâu ấy, ở ngoài đồi này khá là nhiều. Đó là nào đây. Hôm nay ăn bặm bụi luôn. Đây kìa. Tỏi nó cực kỳ thơm anh ạ. Tí nó thơm sau. Bây giờ ra đây đòi nhà hàng, cái nhà hàng ấy. Cậu chị. Ra ngoài này ăn cái gì món gì ngon. Tại vì nó anh em mình tắm bơi ấy. Nó mất sức. Đây phải có tí bia. Bia ướp đá. Thì tuyệt vời. Kém mà là do gió. Em chào anh ạ. Còn rau không? Nào. Nào đi. Anh Giang. Anh cơm muối đấy bảo. Đúng như Giang là. Dầu nó chưa kịp lên. Bỏng lên. Nấu bát canh chua. Rồi, bây giờ. Lửa không lên lên à? Đây, bây giờ anh chăm lửa cho mày. Đây là nước sạch mình mang từ nhà nhé. Tại vì nước ở ngoài này ấy, hầu hết là sẽ không ăn được, tại vì khi nước rút nước cạn này nó rất là tanh và cá chết nhiều. Cá chết nhiều nên là anh em mình phải dùng nước sạch ở nhà. Đấy, một ít rửa cá. Đấy, nghĩa là mình không rửa cá đâu, mà thôi rửa qua. Anh cho nước đấy, cho nước. Rồi, bây giờ sẽ đun sủi cái nước này lên. Tắt nhỉ? Thế rồi. Sao vào đây? Ôi, em đang xin ngủ. Đây, uống đi. Uống đi. Mồm. Đây, uống nước canh. Mồm chậm thì phải chịu. Đấy. Lúc nào đun cho nó sủi cái nước này lên là bắt đầu mình sẽ thả cá vào nhé mọi người nhé. Và chỉ cần trắng mắt cái là chín. Nấu sủi cái là chín. Nấu chín nhanh á. Ăn nó sẽ ngon hơn. Không bị nát mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem khu resort của anh em mình.
Đây. Anh lên chế mâm đi. Đây khu này là đây là sẽ làm mâm, mâm ngồi của anh em mình. Đấy. Thấy chưa? Mọi người thấy ok chưa? Từ đây nếu mà để mà nói là ngồi đẹp nhất thì sẽ có khi sẽ là ngồi ở dưới kia kìa. Dưới này này. Dưới này có khi sẽ là đẹp nhất này. Nhưng mà mình thích ngồi trên cao hơn. Thích ngồi trên cao hơn. Rộng phết. Anh em mình sẽ ngồi đây. Anh em mình sẽ ngồi đây nhé mọi người nhé. Đấy. Khả năng là sủi rồi. Sủi chưa? Chưa. Đấy, đang sủi. Bắt đấy. Đầu chuẩn bị. Chuẩn bị sôi rồi. Sôi cái là mình sẽ cho cá vào nhé mọi người nhé. Không. Từ từ cho mì chính không? Mì chính ướt hết. Này ướt hết túi mì chính rồi mọi người ạ. Mì chính của anh em mình không đậy thế nên là ướt. Khả năng sẽ... sao anh em mình lại cho tất vào chai ạ? Khả năng là sẽ bỏ thôi. Lần sau sẽ phải cho hết vào chai. Ta mở ra. Thấy rồi. Cái này sẽ bỏ nhé mọi người nhé. Dính nước rồi. Bát. Ui. Một cái bát. Rồi xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi. Ok nhá. Bây giờ sẽ cho cá vào nhá mọi người nhá. Ok. Có ít lá anh nhờ. Bây giờ lúc kia em lấy nhiều nhiều. Cũng thử xem vừa chưa đã. Vãi trưởng. Quá ngon. Chưa trắng ngắt luôn. Ăn sống luôn ăn được. Rồi. Ừ, được rồi, được rồi. Được rồi. Ngon rồi. Những cái thể loại như thế này thì anh em mình chỉ nấu sổi đấy nhá. Đó, cho vào đi. Vào đây. Cho vào đây. Ôi giời, bắt đầu mềm rồi đây này. Đúng rồi. Mềm quá là mất ngon đấy. Anh để lên cái chậu á. Lại. Thành công bao giờ cũng có lối đi riêng. Ok nha anh em nhá. Thăng. Ui xa. Món này hơi thì đẳng cấp đấy. Hấp dẫn đấy mọi người ạ. Nếu mà giả dụ như có một con tôm hùm ở trong này thì nó hấp dẫn hơn. Mời mọi người nhá. Tỏi. Em ăn nước canh. Món tỏi. Quả. Ui. Bắt chiếc vào đi. Ăn món canh cá này là về ăn cả nước canh mọi người ạ. Làm miếng tỏi chưa cho nó sướng. Mới lắm hả mọi người. Những cá chín sổi là như anh em mình đây này. Là mắt nó trắng thôi. Nấu khoảng tầm sôi tầm 2-3 phút. Bắt được mềm rồi. Đấy. Mời mọi người nhá. Nó chua. Đây này. Không hề tanh gì nào. Làm một gắp này mọi người.